Là các bạn nhìn này, trước khi đi đến phần thiết kế một cái phần cách điệu chữ để trở thành logo thì việc đầu tiên là mình sẽ phải biết được cái tên của cái thương hiệu đấy. Cái công ty tên thương hiệu này là tên là công ty Toàn Đạt, Toàn Đức thì đúng hơn. Và các bạn sẽ nhớ một điều rằng là đối với những cái công ty như thế này thì chắc chắn là nếu mà là công ty xây dựng thì chúng ta phải luôn luôn tìm đến những cái logo về xây dựng. Và chắc chắn những cái hình ảnh mà chúng ta sẽ chọn lựa đó là những hình ảnh của ngôi nhà. Chúng ta sẽ chọn những cái phông chắc khỏe. Và tất nhiên là màu sắc thì chúng ta nên chọn theo cái thương hiệu của người ta nữa thì nó sẽ rất là tốt cho các bạn. Vậy để muốn tìm hiểu được cái thương hiệu tốt và phần thứ hai là màu sắc đấy thì các bạn chỉ cần lên trên mạng search cho tôi là cái năm sinh họ thôi. Màu sắc phù hợp với năm sinh hoặc là màu sắc tùy thuộc với cái mệnh của người ta nhá, các bạn nhớ nhá. Chúng ta search là màu sắc mệnh của người như thế này hay như nào đó thì các bạn sẽ search cho tôi. Màu của người sinh năm bao nhiêu đấy, ví dụ thế. Màu người sinh năm 1985, màu gì đó thì các bạn sẽ phải tự tìm hiểu. Và tất nhiên là chúng ta có thể tìm trên điện thoại, các bạn có thể dùng phần mềm tùy các bạn, nhưng tóm lại tôi cần một cái màu, các bạn hiểu cái gì ạ? Ví dụ nha, các bạn nhìn này, chúng ta có thể bật mạng và chúng ta tìm thôi. Đây là tuần tự mà để chúng ta làm đó. Đầu tiên chúng ta phải lấy được cái tất cả các thông số của họ đã, tại vì nếu mà chúng ta là người không nhớ thì chúng ta bắt buộc phải dùng tiêu chí này thôi, đúng không? Như ví dụ như thầy thì thầy có thể nhớ được, nhưng mà các bạn không nhớ được thì mình không phải là không có phương pháp Google, được chưa? Đúng rồi, màu này của mệnh năm 1985 chẳng hạn như này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó sẽ có là mệnh của cái màu này là màu xám, màu trắng, màu ghi thuộc hành kim. Bởi vì đây là thuộc hành kim, các bạn nhớ nhá. Và kim thì thường thường nó có trắng, có vàng. Đấy, những cái gì liên quan đến kim loại thì mình sẽ dùng trong cái này. Và tất nhiên là khi ấn vào ảnh thử xem là có cái màu nào nó phù hợp không, nhìn thấy chưa? Tuổi Dậu mệnh kim, nhìn chưa? Và ở đây nó có một cái bảng màu cho các bạn. Đây là kim này, thủy này, mộc này, hỏa này và thổ này, hiểu chưa? Vậy thì đây là những cái màu mà chúng ta có thể lựa chọn, được chưa? Và cái quy luật theo tương sinh tương khắc thì chúng ta sẽ phải có thêm một vài cái nữa, nhưng mà tổng quan đầu tiên mình phải nắm được mệnh của họ đã. Và thổ sinh kim, vậy thì nó sẽ hợp những màu nâu nhá. Thổ sinh ra kim thì mình sẽ chọn màu nâu để làm cho cái kim nó mạnh lên. Luôn luôn là có người kiểu như giống như là chúng ta có luôn luôn có bố mẹ cứ cho tiền chúng ta lúc nào cũng có tiền, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn nhớ một điều rằng cái người trợ chúng ta là ai? Là bố mẹ của chúng ta. Vậy thì cái màu trong cái giá trị tương sinh tương khắc này, đấy là những cái màu mà sinh ra chúng ta để chúng ta khỏe lên, thì ok, chúng ta sẽ chọn vào việc đó. Sau khi đã làm xong được cái biểu tượng như vừa rồi đó thì các bạn sẽ nhớ là chúng ta sẽ có một cái phiên bản là chúng ta đi tìm những cái logo logo liên quan đến TD. Nhìn thấy không ạ? Chữ TD. Tại sao chúng ta phải chọn những cái logo như thế này? Bởi vì logo này nó có cảm giác là logo nó chuyển động, nó có hướng đi, nó rất là rõ ràng. Các bạn hãy chọn những cái logo nó mạch lạc, đơn giản và có hướng đi. Và cái này nó tuân thủ theo một giá trị, nó là khoảng âm dương. Cái khoảng rộng, rỗng của một cái chữ nào đó thì nó lại có điều đó. Ví dụ chữ T của các bạn sẽ nhìn thấy nó nằm ở chỗ này. Nhìn chưa? Và cũng có thể nách đi một tí nữa thì cái này có thể là một chữ T. Nếu chúng ta chỉ cần thêm một cái biểu tượng vào đây nữa là thành chữ T rồi, đúng chưa? Và chúng ta sẽ có một chữ là Toàn Đức chẳng hạn là được rồi, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta cũng sẽ tìm một chữ này, chúng ta chỉ cần móc thêm một cái nữa vào đây có được không? Hay là cái này chúng ta kéo dài ra và thêm một cái đoạn nữa vào đây thì có phải là chữ vẫn là Toàn Đức không? Nhưng nó có hình con cánh của con đại bàng. Mình sẽ mô tả đây là cánh con đại bàng. Và tôi lấy tiêu chí số 3 là tiêu chí số đẹp, chứ không phải tôi lấy tiêu chí số 4. Bởi vì khi làm cánh hay làm bất cứ gì đó thì trong cái nguyên tắc của thiết kế logo thì người ta rất là hạn chế về số 4. Nhưng cũng chia sẻ cho các bạn biết là ví dụ như là người ta sẽ có quy luật tương sinh tương khắc và quy luật theo số. Ví dụ 1, 2 là tương ứng với mệnh mộc, 3, 4 tương ứng với lại hỏa. Nhưng giữa 3 và 4 thì người ta, cái người mệnh hỏa nên người ta thích chọn số 3, người ta không thích chọn số 4. Dù sao là chúng ta bị thâm căn cố đế là người Việt Nam nên là tôi rất hạn chế số 4. Số 4 là số tử mà. Đấy, có nhiều người cứ nghĩ như vậy, nhưng mà
bản chất của người ta thì số 3, số 4 thì vẫn là hợp với mệnh hỏa. Người ta không xấu với người mệnh hỏa, các bạn nhớ nhá. Nhưng người ta vẫn thích chọn số 3. Trong hai số thì người ta chọn số 3 chứ người ta không chọn số 4. Giờ 5, 6 thì thuộc hành thổ, đúng không ạ? 5, 6 thuộc hành thổ, 7, 8 thì thuộc hành kim, và 9, 10 thì thuộc hành thủy. Đấy là quy luật mà chúng ta chọn sim số đẹp đẽ nha. Các bạn có thể chọn như vậy. Rồi một ngày nào đó bạn đi làm một cái công ty, hoặc là bạn đi mua một cái căn nhà. Ví dụ nếu nhà mặt đất thì không nói, nhà mặt đất thì người ta sẽ xem số của cái nhà đấy nó có hợp với cái gia chủ không. Nhưng ví dụ như là nếu mở chung cư thì chúng ta phải chọn tầng bao nhiêu để hợp với cái mệnh của chúng ta. Người ta có thể ghi nha, chọn tầng phù hợp với mệnh của gia chủ. Ví dụ mệnh của mình là sinh năm 1982 là mệnh thủy thì ok, thì cái số nhà, cái tầng của mình chọn là sẽ là tầng bao nhiêu. Cái đấy mỗi ngày cho mình một cái kiến thức, và cái kiến thức đấy lúc đấy chúng ta không dùng lúc này, nhưng chúng ta sẽ dùng ở đâu đó một ngày nào đó bạn gặp trường hợp đấy. Nhưng tóm lại là bạn phải nói có sách mách có chứng, chứ không phải là chúng ta ngồi thao thao bất tuyệt nói khét nói nát với nhau được. Các bạn nhớ chưa? Bởi vì là chúng ta nói khét nói nát với nhau một ngày nào đó mà người ta có kiến thức đấy thì bạn rất buồn cười, bạn không thể nào mà nói chuyện với người ta được đâu. Mà nói một cách đúng nghĩa là bạn không bao giờ lừa được người khác đâu ạ nhá. Bởi vì kiến thức nó phải là như vậy. Các bạn sẽ nhìn thấy chữ TD có cách điệu, và chữ TD có cách điệu, và cái chữ TD này nó có cảm giác là nó có hình khối, bởi vì tuy rằng là nó cắt vát nhưng mà chỗ này cảm giác ánh sáng chiếu mạnh vào đây, chỗ này nó sẽ có một cái như này này, nhìn chưa? Và tiếp theo đấy, thì trước tiên các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta phải tìm được ra tất cả những cái phong thái của chữ TD đó, nhìn đâu ạ nhá, kỹ nhá, tìm hiểu kỹ nhá. Vậy thì theo phương án của bạn, bạn sẽ chọn phương án nào để nó phù hợp? À, cũng có thể tôi sẽ chọn phương án này, cái hình nó rất đẹp, rất ok, nhưng làm thế nào để cho nó đẹp hơn? Thì các bạn nhớ một điều rằng bạn kéo thẳng vào đây cho tôi và mở đối, nhìn nhá, chúng ta mở ra thôi. Ta chọn open file, ví dụ toàn đạt đây ạ. Lúc này tôi tạm thời tôi lấy một cái này như vậy đi. À, các bạn sẽ nhìn thấy một cái chữ TD nó như này. Và tất nhiên là sau khi mà đã có chữ DD xong thì chúng ta sẽ tắt tạm bỏ cái mạng này đi, bởi vì là chúng ta sẽ phải tập trung cái việc là chúng ta sẽ làm một cái thiết kế logo như nào. À, các bạn nhớ đầu tiên là chúng ta phải set hình đã, đúng không ạ, để muốn làm một cái logo. Đầu tiên các bạn có thể chơi một trò như sau, là chơi với cảm giác là vẽ như thế này chẳng hạn. Ok, chữ D, Ctrl Shift H, chúng ta chọn một cái phông chữ nó nào, có thể là màu đen, và chúng ta vẽ ra ví dụ chữ D như này, chúng ta không cần đẹp vội, và chữ T như này chẳng hạn, ý tưởng hả? Đúng không? Đầu tiên mình có thể cách điệu như này được không? À, bây giờ lại khó hơn một tí nữa là liệu làm chữ TD này thì mình có thể làm thế nào để cho cái ngôi nhà của mình vào không? Thì chúng ta có thể là ok, tôi sẽ vẽ như này được không ạ? Tôi có thể vẽ được như này không ạ? Cái chữ này là chữ T này, được không ạ? Và chỗ này thì có thể là có một cái mái như này, được không ạ? Và lúc ngoài tôi vẽ một cái cửa sổ vào đây, được không ạ? Đó, có nghĩa là thực ra từ cái này rồi chúng ta cũng lại phải biến đổi, chúng ta phải cách điệu. Ok, vậy thì chữ T đấy nó có thể là cái gì ạ? Chữ đền như này được không? À, nếu mà có giấy bút tại sao mà chúng ta lại phải vẽ hướng, và cái hướng đấy nó phải được từ tham khảo từ những cái miếng nhẹ. À, cái chữ T nó nằm ở đây, chữ T nó nằm như đây có được không, hay là mình vẽ thêm ở chỗ này vào đây được không? À, đây là một cái nhà nữa và đây là một cái nhà nữa, thì chiều cao chiều như này được không, hay là từ đây tôi đi lên đây là một hình, sau đó này có một cái hình thứ hai, rồi có một hình thứ ba, thì cái mũi tên của hình thứ ba chính là ngôi nhà,
nó cũng là bản thân ba cái vạch này thôi. Nhưng chỗ này thì các bạn nhớ một điều rằng bạn hãy chọn cho tôi một cái bút màu trắng cho tôi, và tôi chữ chữ D tôi chỉ lối đến đây thôi. Này ví dụ nha, tôi nghĩ là nếu mà chúng ta có bút chì thì chúng ta sẽ tự vẽ kiểu không cần quá đẹp, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phải chuẩn chỉnh. Và một cái giải pháp nữa là khi người ta làm về cho một cái bất động sản thì người ta cần một cái logo nó phải chắc chắn. Và chắc chắn chính vì vậy mà người ta sẽ chọn phương thức là người ta chọn cái hình đứng chứ có ít thì hình nghiêng. Nếu em làm về logistics hoặc là cái vận chuyển thì nó sẽ chuyển động, nó sẽ tốt hơn. Bởi vì là khi các bạn làm cho các logo về ví dụ xe máy chẳng hạn, các loại xe máy thì các bạn có thấy là nó cứ nằm ở phần đuôi và nó vác và nó bay bay không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là dễ chịu. Đấy có nghĩa là trước khi làm một cái logo thì chúng ta phải đi tìm hiểu rất là nhiều những cái thương hiệu về logo. Đây, ví dụ lại bật mạng lên. Ví dụ là máy làm mấy đồ sửa máy. Đúng rồi, như thầy đã chia sẻ với em rồi là khi mà mình làm bất cứ một chủ đề nào đó thì mình phải lên một cái, mình lên thương hiệu Google, mình search, đúng không ạ? Đúng chưa? Ví dụ nhá các bạn nhìn này, vào Google như bình thường, chúng ta chọn vào logo. Đầu tiên mình phải search một cái thương hiệu nó tương tự như thế này. Sau đó mình sẽ search bằng cách nào nhỉ? Rút dây mạng ra. Chúng ta sẽ làm cái này cho nó khỏe, chứ không có mạng đây wifi nó hơi bị chập chang nên là thầy sẽ chúng ta sẽ làm mà bằng mạng wifi hay là mạng dây thì nó sẽ nhanh hơn. Đây ví dụ em search là logo nhà nhá, nhìn chưa, đầu tiên tâm lý của tất cả khách hàng người ta đều search được như thế này, đó là TD. Và sau khi mà tôi chọn TD xong thì tôi sẽ phải chọn ảnh nhá, đừng tham, đoạn này không phải cái gì mình, cái này mình sẽ không dùng được, cái này mình cũng không chọn được. Cái TD này cũng là một phần thôi, cái TD này được không, khó. Có nghĩa là mình sẽ phải tìm tất cả những cái giải pháp của TD mang hết về máy mình. Tôi thề các bạn luôn là phải làm như vậy. Bởi vì làm sao đâu, chúng ta đã có cái gì đâu mà chúng ta không tham khảo. Nhìn nhá. Rồi, phần thứ hai, các bạn sẽ phải lên trên mạng, bạn tìm cho tôi một cái logo home. Search về logo home thì các bạn sẽ thấy là logo của chúng ta có hình ảnh của ngôi nhà, đúng không ạ? Nhìn chưa? Và tất cả những cái logo hình ảnh ngôi nhà này liệu chúng ta có ổn không? Chúng ta đi một vòng xem là cái nào. Bởi vì cái này có thể biến thành chữ D được không? À không, hơi khó. Đấy, mình phải đi logo này nổi tiếng rồi. Nhìn này, logo. Vậy thì tôi hỏi bạn nhé, cái này cũng nằm một logo này, T này. Xong đi vào đây, đi vòng đây thì có thành chữ D được không? Nha, yeah, ok, vậy thì tôi cho bạn xem này. Ví dụ trong một trường hợp nào đó chuột phải chọn vào sao chép được cái hình ảnh này. Thực ra tôi đang kế thừa, tôi học theo cách kế thừa chứ không phải là tôi lấy nguyên bản. Và cái logo này làm gì có logo có thật trên mạng đâu. Các bạn có đồng ý tôi là logo này không có thật trên mạng không? Bởi vì nó có mang thương hiệu nào đâu, đúng chưa? Ok, vậy thì lúc này tôi sẽ đưa về đây và bắt đầu tôi sẽ làm cho bạn xem cái cách làm logo. Người ta có rất nhiều tư duy trong đây, chắc gì tư duy của người truyền chính thống đã hay bằng cái này đâu mà. Nhìn này, lúc này tôi sẽ chọn một giải pháp, tôi khóa cái nền lại bằng object, chọn vào biểu tượng là lệnh Ctrl 2 và khóa rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ đi đến một cái giải pháp là tôi sẽ chọn vào cái chữ T. Thì các bạn nhớ là tôi sẽ chọn chữ T đấy thôi. Lúc này thì bạn cứ để một cái màu làm sao cho nó phù hợp thôi. Ví dụ tôi chọn một cái màu đỏ để cho các bạn biết là tôi có cái viền đỏ. Phần thứ hai nữa là khi mà các bạn sẽ chọn cho tôi giải pháp đó là tôi hình chọn polygon. Tại sao phải chọn polygon mà không phải chọn hình khác? Bởi vì cái hình polygon tôi có một cái thứ cực kỳ tuyệt vời, đó là chính là cái hình cân đối. Tôi có thể chọn vào đây. Bạn thấy không? Tôi sẽ phóng to như này. Và tất nhiên giải pháp thì tôi sẽ xuống 1 để làm sao tôi bắt đầu tôi sẽ đi vào vị trí này, tôi đặt vào như này được không ạ? Được chưa? Sau khi đã làm xong được cái vị trí tương đối và đã khá là tốt rồi thì tôi sẽ copy xuống đây. Và chưa nhớ một điều rằng cái copy xuống đây nó phải có tỷ lệ bằng chiều dày nó tương đồng, chứ không phải mỏng quá. Tôi chọn 1, chọn 2 và lúc này chúng ta chọn vào công cụ. Xóa bỏ cái này đi,
thế là tôi đã có chữ T. Các bạn hiểu cái này của tôi không ạ? Sau khi đã làm xong, tôi sẽ chia cắt cái này làm hai cho các bạn bằng cái công cụ, đó là công cụ một nào nét, hai là các bạn có thể chọn một cái hình, đó là hình chữ nhật, và các bạn sẽ cắt cho tôi từ đây đến đây. Các bạn có thể cắt giữa cũng được, không vấn đề cả. Tôi sẽ chọn vào đây, tôi chọn một, chọn hai, lại chọn cái máy nhà và tôi cắt làm đôi. À, để làm gì ạ? Để tôi tạo ra một cái khe. Có nghĩa là cái tự nhiên tôi sẽ tách biệt được cái chữ này là chữ gì. Các bạn có thấy là tôi tách biệt được chữ T không? À, nó có cái khe đấy đấy. Và sau khi đã làm xong thì bắt đầu tôi sẽ copy sang bên này, lấy được chữ bên này. Và tất nhiên hạ thấp xuống đây một tí. Có rồi. Và tiếp theo thì sau khi bạn đã làm xong được cái biểu tượng này thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ quét qua đây và chúng ta sẽ đi đến đây. Các bạn nhìn em ạ. Và ở đây nó có rất nhiều kiểu để cho các bạn, ví dụ bạn đi đến đây xong rồi bạn lập thêm một cái hình trên đây, nó cũng là chữ D chẳng hạn, thì nó cũng rất là dễ dàng thôi. Ví dụ từ đây đến đây, nhìn chưa? Và chúng ta sẽ kéo ở đây, và tất nhiên chúng ta có thể làm một cân ở giữa sang bên tay trái một tí nữa, và cái này chúng ta sẽ có và đẩy vào đây. Ok, sau khi đã làm xong, có kết quả tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng đó, và chúng ta đẩy vào đây, chúng ta chọn vào ship it. Mọi người sẽ nhìn thấy đây là một chữ TD, nhìn chữ T rồi chưa, và đây là chữ D. Nhưng nếu mà mọi người có thể khéo léo ra thì mọi người có thể chọn vào đây này. Ok, chọn vào đây, chọn vào đây. À, đúng không ạ? Nhìn chưa? Cũng là một cái hình ảnh của căn nhà của chúng ta, nhưng mà cũng có thể căn nhà có một cửa sổ. Đây. Đấy. Đấy là cái cách thức mà chúng ta có thể lợi dụng cái tiêu chí của một cái logo, và tất nhiên chúng ta sẽ ghi là toàn đá, đúng không? Toàn bức. Và tất nhiên là đối với một phông chữ dành cho logo về nội thất thì các bạn nhớ là chúng ta phải chọn ra biểu tượng đó là gì? À, chọn là chữ in hoa, đấy là chuyện đương nhiên rồi. Và đây chính là phần chữ in hoa. Và chữ in hoa này các bạn phải chọn cho tôi một cái phông chữ là UTM. Ví dụ như này, chúng ta cứ gõ tạm đây. Còn các bạn nếu không thì bạn phải lên trên Google search là phông chữ nội thất. Thế thôi. Phông chữ nội thất thì chúng ta sẽ không có cái phông chữ nào. Ok, tôi tích vào đây một cái thì sẽ xuống. Và tất nhiên là tôi sẽ tự phỏng đoán. Ví dụ tôi có thể chọn một cái phông chữ toàn đa, nhưng với điều kiện nó phải làm sao á, nó phải chắc khỏe. Đấy là nguyên tắc. Và tôi giải thích được cái vấn đề chắc khỏe của tôi. Có nhiều người cứ trên là phông chữ này nó quê, đúng rồi, quê đấy là không phải việc của ông. Bởi vì tôi làm cho khách hàng của tôi, mà tôi có làm cho cái logo nó quê, nhưng mà vấn đề là nó phát triển, nó ngày mai nó càng ngày có tiền thì bạn tính sao? Bạn có dám đổi sự hiện đại, bạn lấy cái sự phát triển không? Đúng không ạ? Thì cái câu chuyện của chúng ta làm thì chúng ta cứ thế mà làm thôi. Còn có những cái thì chúng ta có thể thiết kế nó tây hơn, nó quê càng tốt, bùn đậm, và tất nhiên bạn sẽ thu nhỏ xuống. À, ở đây nó có hai cách thức là các bạn lựa chọn, là các bạn có thể chọn vào đây và cũng có thể là quét qua tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng đó vào Ctrl G là group line, sau đó chọn lộn một, chọn hai, tích vào đây một cái nữa thì bạn sẽ chọn vào đây là quét qua đây Ctrl G, chọn một, chọn hai, tích vào đây, chọn vào giữa, nhớ không? Thì sau khi mà đã căn vào giữa xong thì các bạn nhìn này, ở đây tôi đã có cái, còn nếu không các bạn nhìn này, tách ra. Và đến đây thì người ta có rất nhiều giải pháp, là khi mà tôi đã đẩy lên đây rồi, nhiều không? Thì lúc này tôi được quyền là vẽ thêm một cái biểu tượng vào đấy. Cái hình này thì các bạn yên tâm một điều rằng là chúng ta cứ copy sang đây là có hai hình, và copy xuống đây là có bốn hình, và copy nữa là Ctrl G chọn vào đây, căn vào giữa đối tượng này, được không? Thì chúng ta đã có một cái logo tên là toàn đạt, nhưng ở đây các bạn sẽ thấy rằng tôi đã làm ra một thương hiệu logo. Và tất nhiên màu này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu nó kỹ hơn, ví dụ có nhiều người chọn màu đậm hơn. Và tiếp theo một cái nữa thì ở tất cả những khoảng cách như này bạn phải tính lại giúp tôi, ví dụ tích vào đây, thường thường người hay chỉnh ngồi, người hay chỉnh bằng tay, và khoảng cách giữa chữ D và chữ U này thì phải chỉnh lại, bởi vì nó phải sát lại. Chữ C tới chỉnh sát lại, nhớ không? Thay toàn màu logo. Và sau khi mà làm xong được cái biểu tượng này, xong thì thầy lại tiếp tục chọn một, chọn hai,
phải chọn lại nhé, chọn một, chọn hai, thích vào đây một cái thì thích vào đây một cái thì chúng ta đấy. Bây giờ vừa tách ra chúng ta ấn vào đây Ctrl G, tích vào đây được chưa? Và sau khi mà đã làm xong cái biểu tượng logo của chúng ta thì chúng ta sẽ làm sao hả? Chúng ta sẽ căn vào cái này đi. Các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái câu slogan bên dưới, và cái câu slogan này thầy sẽ chọn một cái function logo to. Cái này thì thầy sẽ chọn với một cái cấp độ không phải là bold nữa mà chỉ là nét thường thôi. Cái này chúng ta sẽ phải luyện rất là nhiều. Chọn một, chọn hai, lại căn vào giữa. Và tất nhiên là sau khi mà chúng ta đẩy lên cái biểu tượng này lên, chúng ta phải nhớ một điều rằng là phải đấy, thì các bạn có thấy là từ hơi hướng này, nhưng mà các bạn có thấy là nó khá giống mình nhỉ. Và tôi có thể biến thành chữ này là chữ gì? Chữ T. Nhìn thấy chữ T của mình rồi. Rồi bên này có thể thành chữ D được không? Mình phải đặt ra các câu hỏi đó để mình làm thiết kế. Và sau khi mình làm xong cái này thì mình sẽ để một cái màu tạm thời là màu ghi, ok. Và thường thường đối với một logo hay có cái cách sắp xếp như sau, đó là gì ạ? Chúng ta sắp xếp có một cái đường nét ở bên này để tạo ra sự cân bố cục. Các bạn hiểu không ạ? Chọn Y, chọn vào đây. Chúng ta chọn vào Shift X thì tôi đã có một cái nét bên này. Và đồng thời chúng ta giữ Shift bên này, chúng ta sẽ có cái bên này câu slogan là vững niềm tin. Thì các bạn sẽ thấy là cái này nó sẽ khá là ổn định, nhìn nó khá ổn định chưa? Ở đây có ai giải pháp cho các bạn rồi, các bạn có thể quét qua một nửa bên này nhé, chuột phải chọn group này. Một nửa bên này tôi sẽ chọn vào Y ngắn và tôi chỉ vào đây là một cái màu, đó màu đậm. Còn một nửa bên này tôi sẽ để là màu sáng, tùy theo cách thức của các bạn. Còn nếu không, toàn bộ tất cả những cái đối tượng chữ này tôi đều để là một màu. Nhìn thấy không ạ? Và sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng rồi thì bắt đầu tôi mới ngồi. Sau khi gửi cho khách hàng rồi, khách hàng bảo là ok, cái hơi hướng này là tốt rồi. Nhưng các bạn nhớ một điều rằng cái chữ này có nhất thiết phải như này không? Hay là chúng ta phải tích vào đây một điểm như này? Nhìn nhá, giữ phim an, copy lên đây, chọn vào đây và chúng ta sẽ xóa bỏ cái phần này đi được không ạ? Thì các bạn có thấy là ở đây nó sẽ có sự là vắt chéo này, giống này không? Nhìn thấy chưa? Chữ T và chữ D của chúng ta. Rồi tiếp theo, sau khi đã làm xong được biểu tượng này của chúng ta rồi, chúng ta sẽ chọn vào T và chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây một điểm. Có nhiều người thì muốn tạo ra sự mềm mại nên tôi sẽ chọn vào đây. Chọn vào đây, tôi chọn vào đây và tôi nối nó lại bằng công cụ Shift F7 và chúng ta lại tiếp tục chọn vào biểu tượng cắt giảm. Lúc này câu chuyện của chúng ta chính là câu chuyện của sự mềm mại. Tôi sẽ có thể tích vào đây và các bạn sẽ, nếu vo một bên này thì các bạn sẽ thấy nó không đều được, nhưng khi tôi chọn vào đây, giữ Shift chọn vào đây thì câu chuyện chúng ta sẽ làm sao nó mềm mại giống nhau. Đoạn này tích vào đây, chúng ta sẽ vo một chút xíu thôi, ít thôi. Nhìn chưa? Ok, thì em chỉ cần chọn như này thôi. Rồi tiếp theo, cái hình tương đối là bắt đầu nó dễ chịu rồi, nó mềm mại rồi. Thì bắt đầu chúng ta sẽ tính đến chuyện phía dưới là chữ. Riêng cái chữ làm cho việc thiết kế thì nguyên tắc, các bạn nhớ một điều rằng chúng ta sẽ phải kết quả. Các bạn sẽ nhìn này, tôi sẽ copy sang bên này. Cũng có thể là thầy để trên nền vàng cho các bạn xem nhá. Từ đây thì thầy, tại vì sao? Bởi vì là thầy phải cách điệu, đôi lúc là cách điệu xong mà khách hàng người ta không ưng ý thì mình phải quay về cái phông chữ cũ thì mình làm tiếp được chứ. Bây giờ mình đập vỡ rồi tí lại ngồi mất công để chọn lại cái phông chữ cũ là cái gì thì thực sự là quá vất vả. Nên tóm lại tôi chỉ làm trên phiên bản copy thôi. Nhìn này, lúc này chúng ta ấn vào Ctrl Shift O. Ctrl Shift O là cách biến chữ trở thành đối tượng thường. Ví dụ các bạn có thể chọn vào đây là Ctrl Shift O này. Hiểu không ạ? Và sau khi Ctrl Shift O xong thì lúc này thầy mới tính toán cái câu chuyện thứ hai, đó là gì? Cái chữ FEMA này của thầy có nhất thiết là phải như này không? Chọn như này, chọn như này và chọn như này. Sau khi mà chọn lựa xong thì các bạn nhớ một điều rằng là tôi sẽ phải xóa bỏ đi phần thừa ở giữa đi bằng công cụ Shift M và chúng ta giữ FEMA. Đấy. Và sau khi giữ FEMA xong thì phải ấn P trừ để chúng ta bớt điểm này đi. Hiểu không ạ? Bớt hết điểm đi để cho nó thẳng hàng mà, chứ không thể mà mình cắt mình chính xác được. Đấy, chữ E đấy. Nha, chữ E làm như này này, đúng không? Còn thứ hai, chữ C như này liệu có đẹp không thì ok, chúng ta sẽ chọn một phương thức là tôi tích vào đây một điểm. Tôi giữ Shift, tôi kéo lên đây. Bao giờ nó xuất hiện đường thẳng này, các bạn nhìn thấy nó là ok rồi. Nhìn thẳng chưa? Và cũng tương tự như vậy, quét qua hai điểm and Ctrl Z. Và lúc ngoài chúng ta có Horizon, ấn lời phát thực không? Làm bằng tay và làm bằng máy. Vừa rồi tôi làm bằng tay cho bạn xem rồi, tôi đã làm cho bạn máy cho các bạn xem để cái độ chính xác chúng ta đạt được độ nào là tốt nhất. Và sau đó thì khi mà làm xong đến đây thì chúng ta lại tiếp tục tinh chỉnh lại một tí nữa là cái chữ của chúng ta tích vào đây một điểm.
À, có thể kéo sang đây một tí được không? Ok, tiếp vào đây, kéo sang đây một tí được không? Rồi, tiếp theo chúng ta kéo sang đây một tí được không? Bởi vì các bạn yên tâm một điều rằng là trong cái phiên bản đời mới thì nó luôn luôn là có giá trị là chúng ta cách điệu rất là chuẩn luôn. Và cũng tương tự như vậy, tôi sẽ đẩy vào đây. Và nhớ một điều rằng khi đẩy vào hay là đẩy ra hay là cái gì đó thì tùy các bạn, thì tôi khuyên các bạn hãy quét qua và Ctrl G lại, xong rồi lại căn chỉnh vào đối tượng nằm giữa. Đấy, nằm là phải chuẩn nhá, Ctrl G chọn 1, chọn 2 và lại căn vào giữa nhau. Và tất nhiên là chọn vào giữa nhau thì cái hình này chúng ta sẽ phải thu nhỏ lại. Và khi thu nhỏ lại mà bạn thấy nó khá là ổn định được rồi, cái này phải xuống dưới một tẹo nữa thì nó đẹp hơn bằng tay. Hiểu không ạ? Và sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ phải vẽ ra một cái khung. Đấy, thì bắt đầu chúng ta sẽ thấy rằng là tôi đã có một phiên bản tiếp theo và cái này dùng Civic. Logo đầu tiên là logo mà chúng ta sẽ chọn về hệ màu. Và màu này nó phải phù hợp với cái độ tuổi của họ. Và chữ TD chúng ta đã được cách điệu. Và sau khi làm xong đến đây thì chúng ta sẽ có màu đỏ này. Người này có thể là bệnh gì? Bệnh thổ chẳng hạn, thì hỏa sinh ra thổ đây. Thì màu thì gọi là chúng ta sẽ ghi text ghi ngắn chỉ vào đây. Chúng ta ghi vào đây luôn. Màu tương màu mệnh thổ. Ví dụ thế. À, tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một cái biểu tượng nữa, là chúng ta vẽ một cái ngôi nhà. Đầu tiên là chúng ta cũng phải làm rất là kỳ công. Để muốn có được cái này thì các bạn có thể chọn phương thức là người ta tích vào đây, và tôi chọn vào giải pháp là hút hai góc lại với nhau và tích vào đây. Thì các bạn chỉ cần cầm mình kéo vào đây và là từ khắc tôi có được. Và vẽ thêm cái ở dưới đây nữa thì giống như ngôi nhà. À, chúng ta ghi là biểu tượng ok, biểu tượng ngành nghề. Tiếp theo chúng ta có một cái chữ nữa, là chúng ta sẽ chọn vào đây, copy xuống đây chữ, chúng ta sẽ chọn TD, xóa cái này đi, xóa cái này đi, xóa cái này đi, kéo chữ DDT lại với nhau. Cái này được gọi là tên thương hiệu. Đấy, có nghĩa là trình bày đấy, tên thương hiệu đấy, tại vì mình làm gì có cơ hội nói với họ đâu. Tên thương hiệu. Ok. Và sau khi làm xong thì các bạn nên để vào căn cân đông đồ đếm ở dưới và gửi cho khách hàng một quà giá trị như này. Để ngay ngắn nhá. Nhìn nhá. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là bắt đầu là thầy đã chọn màu này, hình tượng của cái ngành nghề của họ này, sau đó để chọn về cái khung chữ, cái chữ cái đầu tiên là để mình cách điệu ra, thì cái chữ bắt đầu nó sẽ làm được ra cái này. Và sau khi mà đã làm được xong cái này xong thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó là chữ logo. Chúng ta sẽ phải là phiên bản để in ấn. Mà để muốn viết được phiên bản in ấn thì chúng ta sẽ có một cái giải pháp, là chúng ta sẽ chọn vào edit và chúng ta chọn biểu tượng là đen trắng. Đây là phiên bản đen trắng, bởi vì bản thân khi mà cái màu đỏ này nó không phải là màu đen. Có nhiều người là tự nhiên cứ cho cái này là màu đen, cái này màu trắng thì câu chuyện nó khác hẳn nha. Và các bạn biết không, tại vì khi tại sao thầy là phải tách là hai cái này, bởi vì nhiều người có thể là chơi một cái này mảng màu, chơi mảng màu khác thì sao. Nhìn này, ví dụ có nhiều người cũng là bài toán nha, về cái khung chữ rồi hình thiết kế. Nhưng mà đây cho mọi người xem là cái sự chúng ta sẽ khác nhau. Ví dụ thầy chọn cái này tách ra màu, cái này thầy sẽ chọn vào đây, thầy sẽ chọn một cái màu đó là màu cam cơ, đúng không? Và cái màu này thầy chọn màu cam cơ. Thì bây giờ thầy muốn hỏi một tí là vậy thì nếu mà chúng ta biến đen sang trắng thì cái này nó có ý nghĩa gì về mặt sắc độ không? Chả có ý nghĩa gì sắc độ cả, bởi vì bản chất khi mà chúng ta đưa sang đen trắng như này để dành cho việc in ấn này em, thì nó phải hiện theo sắc độ, là cái này đậm và cái này nhạt, thì người ta in trên cái giấy mà đen trắng ấy, giấy Cộng hòa xã hội chủ nghĩa được Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc này, thì nó mới chuẩn được chứ. Nhìn lên chưa, thì tôi sẽ chọn vào đây,
các bạn có nhìn thấy hai sắc độ khác nhau không? Bản thân khi mà chúng ta nheo mắt lại thì các bạn có thấy miếng này đậm không? Đúng không ạ? Nhưng ở đây này có một cái rất là dở nữa là có nhiều người chụp mũ. Chụp mũ nghĩa là sao ạ? Đây ạ, cho một các bạn xem cái sự chụp mũ đấy. Và khi tính toán là cứ đưa đen, cứ đen đổi trắng đấy là nó sẽ bị sai. Tất nhiên nó có logo đó. Đây, thầy sẽ cầm đây. Thầy sẽ quét vào đây và thầy giữ shift, thầy đẩy sang đây. Chưa? À, có nhiều người sau khi mà biến thành logo này xong thì copy sang sản phẩm số 2 và logo này trở thành logo màu đen. Đổ màu đen luôn. Thì tôi hỏi bạn nha. Vậy thì tôi hỏi bạn, vậy thì cái màu sắc từ đây đến đây nó thể hiện đen trắng nó có thể hiện được không? Đâu có thể hiện được đâu. Nó rõ ràng nó phải có miếng đậm miếng nhạt mà tự nha. Bạn mới chơi một trò là bạn gắn cái hai lại thành một, rất là khó chịu. Đúng không? Và vấn thứ hai nữa là nếu có nhiều người trường hợp khi chọn vào màu sắc của logo thì tránh những trường hợp như sau. Ví dụ cái màu này nó quá sáng. Nhìn quá sáng vậy. Thì các bạn có thấy là khi quá sáng thì đặt trên nền gì ạ? Nền sáng thì tự nhiên cái chỗ ta lại không được thể hiện rõ lắm. Nên logo người ta cực kỳ hạn chế về mặt là chọn vừa sáng vừa tối. Một nó tối hết tương đồng với nhau thì khi người ta nằm trên nền này thì nó nền màu kia thì nó rất là dễ, nhưng đặt trên này là khó rồi, em thấy không? Khá khó. Còn nếu mà em chọn cái màu này mà tôi ấn vào shift x, tôi chọn là cái màu luôn shift x và tôi sẽ đổ một cái màu đen xì luôn cho các bạn. Tất nhiên cái phần này nó vẫn nổi, nhìn đúng không ạ? Bởi vì cái sắc độ này, nhưng mà không ai để nền đen này. Có những người thì người ta để cái nền xanh chẳng hạn như này, ok, tương đối thì các bạn sẽ thấy là cái sắc độ này nó lại bị tranh chấp. Mọi người hiểu chưa? Nên là thường thường khi chọn logo, một là chúng ta chọn một là sáng hết, hai là đậm hết, chứ đừng bao giờ chọn trong một cái sản phẩm này vừa có sáng vừa có tối, nó lại chênh nhau quá nhiều độ thì không nên. Các bạn nhìn nào, vậy thì cái sắc độ mà như thầy đã chia sẻ cho các bạn biết là khi làm thì tại sao thầy phải tách ra như thế này, bởi vì luôn luôn cái khe nhảy này. Rồi tiếp theo, à, cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ kết qua tổng quan toàn bộ đến đây thì chúng ta sẽ làm một cái logo là màu đậm. Thì thường thường thầy sẽ chọn vào đây và chọn cho nó một cái màu đậm thôi. Ví dụ như có nhiều người đã làm quen với cái logo đó là đen trắng rồi. Tại sao logo đen trắng? Bởi vì khi mà xuất file ra thì nếu khách hàng người ta muốn chèn cái logo thương hiệu trên của tấm ảnh của người ta thì người ta ảnh đến là sáng thì người ta sẽ chọn logo đậm. Còn nếu là trên nền đậm thì người ta sẽ chọn logo sáng. Thì cái chuyện đấy là chuyện mình lường trước được rồi, nên mình sẽ phải copy ra sản phẩm số 2. Và sản phẩm số 2 này thầy sẽ kết qua tổng quan toàn bộ đối tượng đó và thầy sẽ đổ một cái màu đó là màu trắng. Với cái logo đen trắng này thì các bạn nhìn này, ở đây nó có hai cái nét này này. Nhìn nhau và chúng ta shift x, chúng ta sẽ xóa bỏ cái này đi. Và chúng ta có được này. Nền này phải là màu đen. Được chưa? Đấy nhá. Vậy thì chúng ta có logo bản màu, logo ghi, có nghĩa là logo theo sắc độ từ màu đỏ này thì nó ra màu gì. Sau đó có logo bản đen, logo bản trắng và tiếp theo một cái logo nữa là logo bản đồng. Logo bản đồng này để ứng dụng trên những sản phẩm như huân chương, huy hiệu. Rồi logo bản đồng đấy sẽ ứng dụng trên phiên bản là chúng ta làm với bảng biển thì chúng ta mới có được cái điều này. Và trước khi làm được cái điều này thì bạn bắt buộc bạn phải dùng tiêu chí là Ctrl Shift O. Và cái nét này của chúng ta cũng phải cần thay đổi bằng cách là chúng ta chọn vào Object, chúng ta chọn vào Pattern và tất nhiên chúng ta OK thì nó thành đối tượng thường rồi. Và đối tượng thường thì chúng ta mới ấn vào biểu tượng như sau được. Ví dụ chúng ta chọn vào cửa sổ E, chúng ta chọn vào My Computer, chúng ta chọn vào giảm cân. Sau khi chúng ta chọn vào giảm cân xong thì chúng ta sẽ có một cái giải pháp, đó là ở phần phía dưới chúng ta có banner mỹ phẩm. Thì trong phần này thì thầy đã có một cái phần là vàng gold rồi và tích giúp vào đây. Thực ra thầy cũng không nhất thiết phải nhớ hết, thầy cho chọn vào đây nha các bạn. Nhìn ạ, có hai giải pháp bạn có thể chọn vào đây là Ctrl C. Cái vàng đồng này được dùng khá là nhiều thì bạn chỉ cần sang bên này và paste thẳng trực tiếp vào trong cái thiết kế của chúng ta thôi. Đây, thiết kế chúng ta đây. Màu vàng đồng thì các bạn nhớ một điều rằng đặt tốt nhất là trên nền tối. Và nền tối thì phải là nền gradient, nên là các bạn có thể chọn một cái gradient. Và cái gradient này thầy sẽ vất hết cái này đi, chỉ có hai cái điểm màu thôi. Và điểm này các bạn có thể chọn cho tôi một cái màu xanh lơ.
có nhiều người người ta sẽ chọn xanh lơ này như thế này. Tiếp theo người ta sẽ click vào điểm này và người ta chọn chọn tiếp theo một lần nữa là người ta chọn xanh này thôi. Và sau khi đã chọn xong thì chúng ta chọn vào biểu tượng Radiant thì ở đây tôi có một cái nền màu xanh. Và cái logo này hơi bị to quá thì tôi có thể cho nó thu nhỏ lại để cho nó tổng quan nó vừa vừa thôi, để cho nó thở mà. Khi mà để logo đủ thở thì cái khách hàng người ta cũng thở dễ. Rồi, sau khi đã làm xong rất là đơn giản, quét qua toàn bộ phần phía trên giữ shift y ngắn chỉ vào đây. Shift F7. Và chúng ta cắt dao luôn để cho nó đồng bộ. Nhìn em ạ. Với cái logo này thì rất là đơn giản thôi, bạn chỉ cần quét qua tổng quan toàn bộ cái logo đó và dùng phím G kéo từ trên xuống dưới để lấy được cái thương hiệu đầu tiên là toàn tổng quan giống nhau. Lần thứ hai mà khi mà các bạn kết quan lần thứ hai, bạn cứ ấn vào Ctrl G giúp thầy và thực hiện một thao tác như sau là để đấy đã, còn chỗ này chúng ta chọn vào y ngắn, chúng ta chỉ sang đây G, nhớ là chúng ta cũng kéo từ trên xuống dưới. Tiếp theo tôi chọn vào đây và tôi chọn vào đây, tôi gom lại Ctrl G và y ngắn chỉ sang đây, chúng ta đã có logo tiếp theo, cái thứ ba. Và cái riêng cái logo này thì bạn có thể chọn vào đây, bạn kéo từ đấy đây, đầu tiên đủ đã. Được chưa? Sau khi đã làm xong được tổng quan của logo về cái đó, chúng ta sẽ quét qua tổng quan đó và chúng ta sẽ copy từ bên ngoài. Và cái này chắc chắn phải là màu đen. Đấy, có nhiều người đã từng làm cái này rồi nhưng mà chúng ta sẽ phải chốt lại với nhau. Y ngắn chỉ vào đây và chọn vào màu đen luôn. Sau khi đã có màu đen xong thì bạn ấn vào Ctrl G giúp thầy và thực hiện thao tác là copy cái sản phẩm này làm hai bằng phím An. Riêng đối tượng logo dưới thì chúng ta lại chọn vào bằng 0. Cắt nào? Kết qua cả hai ấn Alt Ctrl B hay tương ứng với Object chọn vào Blend. Ctrl Alt B là cách chuyển từ hình 1 đến hình 2. Chuyển độ. Từ đậm đến nhạt, từ đậm 100% đến 0%. Thì ấn vào đây thì tương ứng nó sinh ra thôi. Nhìn nhận. Nhưng đầu tiên nó chỉ có một cấp thôi. Bạn muốn có nhiều cấp thì bạn sẽ phải chọn vào Object, bạn chọn vào phần Blend và chọn vào Blend Option này. Nhìn chưa? Với cái Blend Option này thì chúng ta sẽ sổ xuống, chúng ta sẽ chọn vào số lượng, đây là số 1 là mình sẽ tăng cái này lên. Nhìn chưa? Và sau khi tăng hết cỡ thì các bạn sẽ thấy là cái bóng đổ của chúng ta nó khá mịn bởi vì nó chia theo cấp độ. Nhìn chưa? Và các bạn sẽ nhìn thấy những chữ chỗ này nó bị ok, vậy thì bị sai. Chúng ta làm lại, chúng ta chuột phải chọn vào đây. Tôi quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng đó và chúng ta chọn vào Shift F7 và chúng ta sẽ chơi trò thử cắt dao xem có được không nhá. Cắt dao. Giờ chúng ta bắt đầu lại copy lại một lần nữa, đẩy lên đây, chúng ta sẽ chọn một cái này bằng 0. Quét qua cả hai, chọn vào Alt Ctrl B và lúc này chắc chắn được rồi, nhìn bây giờ. Ok, chúng ta sẽ chọn vào Object, chúng ta lại thử lại. Bởi vì nếu mà chúng ta làm sai thì chúng ta phải làm lại thôi, chả vấn đề gì cả. Bởi vì cái này làm cũng khá là nhanh, chúng ta tăng này lên. Đấy, các bạn nhìn đây hơi hết thủng chưa? Rồi, xong. Và nhớ một điều rằng là đối với cái thương hiệu này thì chắc chắn độ hòa trộn phải là Manti. Manti thì nó mới đậm trên các loại nền màu được. Và thông số này tôi sẽ đậm là khoảng 70%. Đấy, tại sao 70%? Bởi vì tôi không muốn quá gắt. Tôi mới đặt vào đây. Nhìn này, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng này, chúng ta đặt vào đây. Làm một cái logo về xây dựng, xong rồi làm logo về quần áo, làm về logo đủ các thể loại. Có nghĩa là mình phải tạo cho mình một cái công việc thật sự là chúng ta phải đi làm các logo thương hiệu khác nhau. Chọn xuống đây, cho xuống dưới tất cả. Bạn sẽ nhìn thấy logo tôi có bóng đổ. Còn nếu mà để 100 thì nó lại đậm quá này, tôi lại chưa chắc đã thích. Nha, thì không, drop shadow không thể bằng cái này được. Em phải làm bóng đổ cho đối tượng, tốt nhất là cái blend. Và có nhiều người bảo là thầy ơi nhưng mà cái này nó chưa đủ độ sáng. Ok, nhìn này, Ctrl C, Ctrl F, chúng ta phải làm rất kỹ. Và chúng ta ấn Shift X để chúng ta thấy rằng là cái khách hàng. Nhìn này, Shift X cũng nên là tôi đang đảo giữa nét và màu cho nhau, nó có một cái nét. Và cái viền này do là tính chất là nó đang cùng với giá trị là gradient dưới chúng ta, nên chính vậy mà chúng ta chưa thể hiện được. Chúng ta sẽ sổ xuống, chúng ta chọn là 0.15, độ nhỏ nhỏ hơn một chút xíu. Phần thứ hai nữa là phần gradient này, các bạn sẽ ấn vào X và chúng ta thay đổi chiều đi, đang từ âm thì chúng ta ấn được 0 độ đi.
thì cái chiều nó thay đổi thì lúc này nó mới tạo ra độ bề giấy, cũng như là hai cái gradient xếp lại với nhau ấy. Thì đây là giá trị để cho nó đẹp thôi, nhìn không ạ, thấy chưa? Nó có viền kiểu giống như ánh sáng mình chiếu qua thì những cái cạnh nó sẽ thể hiện được độ tinh đấy, trên giống như một chiếc điện thoại, cái này nó cũng có. Có, đúng rồi, tí nữa thầy sẽ nói luôn. Nhìn này, Ctrl C, nhìn không? Ctrl C, Ctrl F và ấn Shift. Và sau khi ấn Shift xong thì các bạn nhớ một điều rằng có hai cách để làm cho nhanh nhất là in ngắn chỉ thẳng vào đây này. Ok, chúng ta chỉ thẳng vào đây. Nhìn nhá. Cái viền này 0.75 hơi to thì tôi chọn là 0.5 thôi. Thì các bạn sẽ thấy là cái chữ tôi bắt đầu nó sẽ kỹ hơn. Nhìn không ạ? Và tiếp theo nữa thì tôi sẽ chọn vào đây thì tôi không làm nữa bởi vì cái này làm được rồi. Nào, tiếp theo để chúng muốn cho một cái ánh sáng của một cái chữ, một cái logo nó bắt mắt và sắc nét nó đẹp lên độ thì chắc chắn là bạn phải chuyển qua một cái kênh màu, nó là kênh màu RGB. Kênh này là để dành cho khách hàng biết rằng là cái đồng tôi có thể làm cho nó kỹ hơn rất là nhiều, nhưng cái này chỉ làm trên RGB thôi nhá. Lúc này chúng ta chọn vào file và chúng ta chuyển độ đi một tí bằng cách tôi chọn vào biểu tượng là từ đây đến đây, RGB đây rồi. Và lúc này chúng ta tự vẽ ra một cái biểu tượng hình tròn. Và cái hình tròn này thì thầy khuyên các bạn hãy chọn cho tôi những cái tông màu đó là đen trắng. Đây, các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu trắng kim. Sau đó bạn tích vào đây một cái, bạn tích đúc vào đây thì bạn sẽ chọn được một cái màu đen nó dễ nhanh. Và chọn một cái hình tròn, đảo ngược đi. Được chưa? Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ hạ thấp cái này xuống một tí và phóng to cái này ra một tí. Và chúng ta có thể tăng cái giá trị hình tròn này lên ở tầm giữa này này, nhìn chưa? Mọi người có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Và sau khi bọn đã làm xong thì lúc này chúng ta mới chơi trò là chúng ta sẽ hòa trộn trước Candidog. Nhìn Candidog chưa? Và Candidog này nó sẽ khiến cho chúng ta là có những cái vàng này nó sẽ bắt mắt hơn, ví dụ tôi kéo nhanh, nhìn chưa? Ok, giữ phí man tôi sẽ đẩy lên tầm 1 độ dưới chân và cái này giảm lên độ đi léo mà hả? Đúng rồi, chính xác. Tiếp theo, sau khi mà đã có được biểu tượng này chúng ta lại tiếp tục chọn vào đây, các bạn nhìn thấy cái vàng này chưa? Sau đó thì các bạn nhớ một điều rằng sau khi đã có đầy đủ tổng quan 1 này, 2 này, 3 này, bạn bắt buộc là phải group lại Ctrl G. Sau đó chúng ta phải chọn vào cái nền dưới là cái này này, nhìn chưa? Và sau đó lại chọn vào chính cái chữ này này. Nhá. Chúng ta kéo ra ngoài đã, tại vì là chúng ta làm chưa quen thì chúng tôi khuyên thật sự là các bạn nên kéo ra ngoài. Nhá. Và bắt đầu thực hiện một lệnh đó là object và chọn là compound path và chọn vào Ctrl số 8 là gắn tất cả những ông này thành một thì cái ảnh nó chui vào được. Nó giống như chui vào hình vuông đấy. Được chưa? Và sau khi mà đã làm được thành một rồi thì bây giờ bạn mới quay trở lại đường đua. Làm chưa quen thì thầy mới bỏ ra thôi. Chỉ cần cho lên trên tất cả đều phải treo nha. Nào, cho lên trên đi. Được chưa? Chọn một này, đổ màu cho dễ nhìn này, nhìn chưa? Có phải lên trên không? Chọn một này, giữ shift chọn hai là cái bóng này và ấn vào chuột phải chọn vào Ctrl số 7 là 3 này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái chữ của tôi nó sẽ óng hơn, vàng nó sẽ óng hơn rất là nhiều. Nhìn không ạ? Thì như này thì cái việc thiết kế của bạn. Còn nếu mà bạn muốn nhấn tinh nữa thì bạn này vẽ ra một cái biểu tượng nữa. Lại chọn vào biên tượng là gradient này, kéo vào đây, kéo vào đây, kéo vào đây, kéo vào đây, kéo vào đây. Tích đúc vào đây chúng ta sẽ chọn màu trắng. Tích đúc vào đây chúng ta sẽ chọn màu đen. Và chúng ta sẽ chọn được biểu tượng là đảo ngược đi. Lúc này các bạn nhớ một điều rằng tôi bóp bẹt xuống và tôi kéo từ đây đến đây. Bạn nhìn cái nét này của tôi chưa? Cái nét này để làm gì? Để chúng ta đặt vào đây và chúng ta chơi cho là xoay, nhấn nhá những cái đường viền của cái thiết kế của chúng ta ấy mà, nhìn chưa? Và lúc này các bạn yên tâm một điều rằng chỉ cần hòa trộn Candidog thôi thì cái nét của chúng ta bắt đầu nhìn chưa? Cái nét này các bạn có thể phóng to lên, đẩy lại này. Ok, tiếp theo từ đây đến đây chúng ta sẽ có nha.
thì cạnh của chúng ta được quyền nhấn mà giữ phí man copy xuống đây, và tất nhiên chúng ta lại xoay dọc này lên một tí. Đấy, các bạn nhìn lên đây là những cái nét mà để chúng ta sẽ nhấn nhé, thiết kế kiểu này kiểu này. Đấy, có nhiều người thì người ta sẽ phải nhấn nhé thêm nữa. Thì đây là một trong những giải pháp mà để cho các bạn làm những cái logo mà nó đi đến cái kết quả cuối cùng. Và tất nhiên là sau khi làm xong đây thì bạn cũng phải bật thêm một cái mockup nữa là bên Photoshop, và bạn kéo sang để nó nằm trên một tờ giấy hay cái gì đó thì trông nó mới đúng giống như là logo thật được. Nên là chúng ta phải search một cái logo mockup nữa. Đúng rồi, ok, chúng ta sẽ tạm dừng đây đã. À, các bạn nhớ một điều rằng sau khi mà đưa cho khách hàng xong và thiết kế xong thì chúng ta sẽ phải làm đến công đoạn cuối cùng, đó là đưa một cái mockup nhảy và chúng ta sẽ ấn F7. À, các bạn sẽ nhìn thấy cái F7 của tôi thì tôi sẽ có những cái biểu tượng là cái này. Các bạn nhìn không ạ? Khi cái này nó tồn tại dưới dạng Smart Object thì nó có biểu tượng giống như cái này, và tôi tích đúp vào phát là tự khắc nó lên này. Và chúng ta chắc chắn sẽ vào đây thay cái này chứ không phải là thay bên ngoài. Nha. Thì lúc này chúng ta sẽ chọn một cái logo chúng ta là màu cái màu đỏ mà, nên là chúng ta có thể chọn vào đây một cái màu đỏ. Bỏ cái này đi và chúng ta sẽ cầm này, chúng ta ném một phát sang. Ném mà giữ và chuột buông tên em và ấn Enter. Và sau khi ấn Enter xong thì cái logo tôi đã được tồn tại dưới dạng đây rồi. Nhưng mà và cái chữ dưới không còn quan tâm nữa, xóa luôn. Xếp S lại bằng Ctrl S là S. Xếp lại thì cái file thiết kế của chúng ta nó sẽ được đầy. Nhìn chưa? Bạn nhìn thấy cái đoạn này nó còn bị theo hiệu ứng này, chỗ này hơi mờ tí không? Và các bạn sẽ thấy là logo hơi tụt quá. Ok, ta cầm logo này đẩy thêm một tí. Được chưa? Xếp S lại. Thì bên này nó cũng đẩy hết. Hiểu cách làm việc chưa? Và sau khi bạn đã làm xong được tổng quan toàn bộ thì các bạn xuất cái file này gửi cho khách hàng. Phần thứ hai của tôi thì tôi cũng phải gửi cho khách hàng tiếp theo lần thứ hai nữa, là chắc chắn là bạn sẽ phải dùng một cái công cụ, đó là công cụ vế ShipO. Đúng rồi, công cụ ShipO là một công cụ tạo ra các khổ giấy để xuất file. Thì các bạn sẽ tích vào đây một cái, tôi tích vào đây một cái thứ hai, tôi tích vào đây cái thứ ba, và tôi tích vào cái thứ tư, tôi tích vào cái đây là cái thứ năm. Nhìn lên cái năm cái chưa? Sau khi tích xong thì các bạn nhớ một điều rằng là cái ảnh khổ giấy tôi sẽ tồn tại như này, và cái số 1 tôi sẽ xóa đi. Tôi sẽ xóa đi luôn, tôi chỉ có số. Và lúc này các bạn sẽ chọn biểu tượng như sau, rồi tôi chọn vào đây một cái thì các bạn sẽ thấy là vậy thì thiếu khổ cho này rồi. Rồi, tiếp theo tích vào đây thiếu khổ. Rồi, sau khi làm xong chúng ta với một cái màu đen này xóa nền, với cái màu trắng này xóa nền, và với màu ghi cũng xóa nền, và với cái này cũng xóa nền luôn. Bởi vì khi xuất ra tôi xuất thành PLG. File ảnh, cái này là file ảnh có này luôn để cho nó đặt avatar, nhưng cái này là PNG để người ta có thể đặt lên trên web, gửi cho các công ty về website thì người ta chỉ lấy file PNG thôi, nhưng người ta ngồi cắt ảnh thì đến một giờ. Các bạn hiểu cái nền trắng chưa? Nên tôi xuất thành PNG và tôi chọn là file, và tôi bắt đầu tôi xuất ra bằng cái này. Với cái này các bạn hãy chọn cho tôi một cái đơn vị là PNG 4x là cao rồi, chất lượng cao rồi. Và các bạn có nhìn thấy cái màu mờ này không ạ? Chúng ta có thể đặt tên là đây là màu đen, đây là màu trắng, đây là logo đồng, đây là logo bản ghi, và đây là logo màu chú ý nấn. Được chưa? Và tất nhiên cái đường dẫn của chúng ta chọn đâu, tôi chọn là desktop và tôi chọn là cái logo. Thấy quy trình của cái việc mà thiết kế một cái logo này, chúng ta phải làm rất nhiều vùng đoạn, nhưng các bạn nhớ một điều rằng để chốt khách hàng một cách kỹ lưỡng thì tôi thề các bạn thà rằng mất công còn hơn là chúng ta làm người nhé. Người nhắc là làm một cái xong gửi luôn. Ok, và export ra. Được không ạ? Và sau khi export ra thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là logo PNG, đây là màu đen, đây là màu trắng. Logo trắng thì đặt trên để chèn, dùng trên iPhone thì đấy, người ta chèn cái ảnh bản quyền mà. Tiếp theo đây là logo bằng đồng. Nếu mà muốn làm cái logo bằng đồng mà đẹp nữa thì người ta phải kỹ tính là cái ánh sáng nó chiếu vào như nó phát quang chỗ nào nó nhiều, người ta phải cân bằng mắt, xong bắt đầu người ta mới chui vào. Logo bằng ghi và logo màu đó, thì tất cả những này tôi đã xuất xong, và đây chính là một file logo liên quan đến một ngành nghề của xây dựng. Đúng không ạ? Và tất nhiên là chúng ta phải đi tìm hiểu rất nhiều nữa thì chúng ta mới làm ra được cái điều là logo. Đấy các bạn nhìn không? Và thầy trong cái bài này thì thầy đã giải thích là tại sao chúng ta chọn hai mảng màu, và tại sao chúng ta nên chọn là thiên về màu đậm hay là thiên về màu sáng. Bởi vì đấy là liên quan đến cái việc dễ thiết kế cho các bạn thôi. Ví dụ bạn chọn màu sáng thì có phải là khi thiết kế bạn có thể chọn tông đậm để đẩy logo được không ạ?
hoặc là ngược lại, như trong khi đó logo chúng ta là hai màu thì câu chuyện của chúng ta lại đau đầu đồng độ là đặt thiết lên gì bây giờ hợp, hay là mình lại phải vẽ một cái miếng vào đó xong đặt logo lên thì không nên, nó quá là cực thân ấy. Nên là cái người mà người ta thiết kế kinh nghiệm thì người ta phải tính toán toàn bộ mọi thứ rồi, làm sao để thiết kế nó nhàn nhất, nó dễ chịu nhất. Và tất nhiên là từ cái hình thù là ví dụ đây là cái vát chéo của cái mái nhà thì bắt đầu nó sinh ra một cái việc là chúng ta cũng phải thiết kế về những cái phiên bản nhận diện thương hiệu. Nhìn thấy không ạ, người ta sẵn sàng này, cầm cái vát chéo này, người ta kéo to lên, tín hiệu mà đây, người ta có thể vát chéo theo cái lấy cái đường bên ngoài này nhỉ, nhìn không, cả cái này là một cái ảnh đấy, ví dụ thế. Nhưng các bạn có thấy là nó mang cái tính thương hiệu từ cái thiết kế logo đấy không ạ, chứ không phải là chỗ này chúng ta cứ vát chéo bừa đi cũng được. Nếu vát chéo mà nó tệ quá, nó xấu quá thì tôi sẽ chọn là phương thức làm những cái hình vát chéo. Còn nếu mà nó vát chéo mà nó không xấu thì các bạn nhớ một điều rằng tôi sẽ chọn thương hiệu nha. Đồng bộ thì đấy là sự đồng bộ của thương hiệu đấy. Thì các bạn nhìn này, với cái cách như vừa rồi thầy vừa chia sẻ cho các bạn là các bạn đã làm ra logo này, và cái điều là cân nhắc tại sao phải chia những khoảng cửa hở này, và độ dày của phông chữ khi mà thu nhỏ này 1 cm, các bạn nhìn này, thu nhỏ 1 cm đó, thì ít nhất bạn vẫn nhìn được cái hình ảnh ngôi nhà, có nhìn thấy không, nhìn được hình ảnh ngôi nhà, nhìn được cái hình của logo, có nghĩa là logo tôi đã thành công, có nghĩa là cái tín hiệu. Tại sao là người ta lại phải cứ cho logo nhỏ, bởi vì làm sao bạn, cái công ty của bạn đã tận bên kia đường, tôi bên này sông mà tôi vẫn nhìn được cái logo của bạn, thì có nghĩa là bên kia có một công ty để xây dựng, bên kia có một cái quán ăn, thì đấy là một thành công. Nhưng cái logo nó phải mang đặc thù của cái ngành nghề, chứ chẳng nhẽ này vẽ một cái biểu tượng một cái ông già cười hoặc là một cái mũ nón lên thì câu chuyện lại khác thôi, chúng ta lại liên quan đồ ăn. Các bạn hiểu không ạ? Công nghệ là nhìn ở xa vậy đi, người ta mới liên quan đến việc là sau này logo tôi đặt trên đường cao tốc thì sao? Nhìn xa người ta vẫn phải nhìn được chứ, đúng không ạ? Vậy thì đấy là lý do tại sao logo chúng ta phải đơn giản, tại sao logo chúng ta phải ít màu. Ít màu thì chúng ta lại liên quan cả in ấn, chúng ta giảm tải chi phí, sau này in trên giấy ni lông với túi ni lông để mà chúng ta xách sản phẩm về thì sao? Nhiều màu có nghĩa một màu là thêm tiền, mà thêm tiền như vậy thì khách hàng lại phải trả, lại công ty về cái làm thiết kế thì lại phải trả tiền, đúng không ạ? Mà nếu họ không muốn trả tiền thì người ta tính cái tiền đi cho khách hàng là bán giá cao lên một tí thì cũng không lên luôn nha. Nên là khi nói về in ấn thì chúng ta phải tư vấn đúng nghĩa và chúng ta phải có nền tảng kiến thức thật sự đó. Tiếp theo tạm dừng.